Xin chào các bạn, video hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách chuyển đổi dữ liệu từ một sản phẩm chạy hệ điều hành như là Android, Rim OS, v.v. qua một sản phẩm chạy hệ điều hành Windows Phone thông qua Bluetooth. Tuy nhiên thì cách chuyển đổi này không áp dụng cho hệ điều hành iOS. Trên tay mình hiện nay là sản phẩm BlackBerry 9700 chạy hệ điều hành Rim OS và Lumia 530 chạy hệ điều hành Windows Phone 8.1. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu chuyển dữ liệu từ BlackBerry qua Lumia 530. Và để chuyển đổi dữ liệu này thì điều đầu tiên là bạn cần bật Bluetooth cho cả hai máy và kết nối chúng với nhau. Sau khi đã kết nối thành công thì trên Lumia 530 bạn chọn vào mục chuyển dữ liệu của tôi, sau đó bấm tiếp tục. Lúc này thì máy sẽ xuất hiện tên sản phẩm đã ghép nối trước đó là BlackBerry 9700. Bạn bấm chọn để kết nối. Lúc này thì sẽ xuất hiện hai mục là phần danh bạ và tin nhắn. Bạn muốn chuyển phần nào thì check vào ô của phần đó. Ở đây mình sẽ chọn cả hai và bấm bắt đầu. Sau khi bấm bắt đầu thì chương trình sẽ bắt đầu đồng bộ hóa dữ liệu. Việc đồng bộ hóa này sẽ mất một vài phút tùy theo là dữ liệu nhiều hay ít. Chữ xong hiện lên là mọi việc đã hoàn tất. Lúc này bạn chỉ cần vào phần danh bạ và tin nhắn để kiểm tra lại dữ liệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.